Khoảng gần 9 giờ sáng nay, ngày 20 tháng 7, tại km 442 cộng 700, quốc lộ 37 đoạn qua xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã xảy ra sạt lở đất gây ùn tắc giao thông. Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La, tại khu vực này khoảng 200 mét khối đất đá sạt lở từ ta luy dương tràn xuống mặt đường khiến giao thông ùn tắc cục bộ. Hiện đơn vị quản lý đường đang huy động phương tiện, nhân lực để khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông. Đến nay sự cố cơ bản đã được khắc phục, các phương tiện đã có thể lưu thông. Người dân các phương tiện khi đi qua những đoạn đèo dốc, núi cao cần chú ý quan sát, đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 7, Bộ Quốc phòng điều động máy bay DHC-6 bay tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu cho 4 tàu mặt nước đang tìm kiếm tại khu vực cách Tây Bắc đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa, khoảng 80 hải lý. Máy bay đã cất cánh lúc 9 giờ 30 phút từ cảng Cam Ranh. Trước đó, tối ngày 19 tháng 7, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Bình Thuận đã ký công văn hỏa tốc gửi Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc đề nghị điều động trực thăng bay tìm kiếm xung quanh khu vực, phát hiện 4 ngư dân trôi giạt trên biển, được một tàu cá Bình Định cứu sống vào chiều ngày 19 tháng 7. Theo thông tin từ 4 thuyền viên vừa được cứu sống, tàu BTH-97478TS bị sóng đánh lớn đánh chìm vào lúc 5 giờ chiều ngày 19 tháng 7. Các lao động trên tàu đã chia ra đi trên 2 thuyền thúng chai. Trong đó, thúng có 7 người. Trong thời gian lênh đênh trên biển, có 3 người do đói, khát và bị thương tích trước đó nên đã tử vong, và các thuyền viên trên tàu đành bỏ thi thể trôi trên biển không rõ vị trí. Thuyền thúng có 8 người, hiện vẫn chưa có thông tin. Sáng ngày 20 tháng 7, theo Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang, các phương tiện vận tải hành khách từ đất liền ra đảo Phú Quốc và đảo Nam Du, huyện Kiên Hải phải tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu. Riêng tuyến Rạch Giá - Lai Sơn và Rạch Giá - Hòn Tre và các tuyến thủy nội địa vẫn hoạt động bình thường. Trước đó, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7, do ảnh hưởng của áp thấp, tàu phà ra các đảo trong tỉnh của Kiên Giang cũng phải ngừng hoạt động trong 3 ngày. Để đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi đến Kiên Giang, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh du lịch chủ động đề ra các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Hiện Phú Quốc đang vào mùa cao điểm du lịch, lượng du khách đến đảo qua đường thủy và đường hàng không vẫn đông. Ngoài việc đảm bảo an toàn cho du khách khi đến Kiên Giang, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, dịch vụ du lịch tạo điều kiện thuận lợi nhất để du khách được ở lại đảm bảo an toàn khi tàu phà không hoạt động. Cụ thể, các hãng tàu phà chạy tuyến Phú Quốc - Rạch Giá, Phú Quốc - Hà Tiên, Rạch Giá - Nam Du và chiều ngược lại phải tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng gió Tây Nam, gió giật cấp 7, cấp 8. Thời gian tạm dừng hoạt động từ 6 giờ ngày 20 tháng 7 đến khi thời tiết bình thường trở lại. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ dán tem đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng, tem ETC hay còn gọi là thẻ định danh. Điểm đáng chú ý trong chỉ thị này là nội dung yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu phương án dán tem ETC trở thành thủ tục bắt buộc trong quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo thông tin của Bộ Giao thông Vận tải, đến giữa tháng 7 năm 2022, các trạm thu phí trên toàn quốc đủ điều kiện đã được lắp đặt và vận hành dịch vụ thu phí ETC từ 3/4 tuyến cao tốc của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC đã hoàn thành lắp đặt vận hành từ ngày 1 tháng 8 và một số trạm được Thủ tướng chấp thuận không lắp đặt do hiệu quả thấp. Hiện đã có 3,2 trong tổng số 4,5 triệu xe ô tô trong cả nước, đạt hơn 71% dán thẻ sử dụng dịch vụ ETC. Gần 61 tỷ đồng hỗ trợ người yếu thế ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chính sách chăm lo, hỗ trợ đặc thù cho người cao tuổi, trẻ mồ côi và những người có hoàn cảnh khó khăn của Thành phố Hồ Chí Minh từ nay cho đến hết năm 2023. Nhóm đối tượng được thành phố tập trung chăm sóc là trẻ mồ côi, các em sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, hỗ trợ học phí bằng mức tương đương các cấp đã quy định. Đồng thời các em sẽ có mức hỗ trợ hàng tháng dao động từ 480.000 đến 1.200.000 đồng tùy từng trường hợp. Nhóm đối tượng được hỗ trợ còn lại bao gồm người cao tuổi, sống đơn thân, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, người lao động thuộc hộ nghèo chưa được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc trợ cấp xã hội hàng tháng, người bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động, đi bệnh hiểm nghèo. Bên cạnh hỗ trợ bảo hiểm y tế, tùy từng trường hợp, nhóm này sẽ được hỗ trợ từ 480.000 đến 720.000 đồng một người. Chuyển sang phần tin tức quốc tế. Thưa quý vị, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không thực hiện sáng kiến ở Ukraine, NATO sẽ tiến hành cuộc chiến với Nga, lấy Crimea làm cái cớ, cho rằng phương Tây hoàn toàn phản đối một nước Nga độc lập và hùng mạnh, trong khi gọi NATO là thực thể nguy hiểm, không có biên giới trong chính sách bành trướng của mình. Lãnh đạo Iran nhận định nếu NATO không bị ngăn chặn ở Ukraine, họ sẽ tiến hành cuộc chiến tương tự sau đó với cái cớ là vấn đề Crimea.
Bên cạnh đó, bất chấp những khác biệt về lập trường liên quan đến bờ đông sông Euphrates, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đều nhất trí Mỹ phải rời khỏi khu vực này. Các nhà chức trách ở Ecuador cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn tại một trung tâm giam giữ tù nhân ở phía tây nam thủ đô nước này. Cơ quan quản lý nhà tù của quốc gia Ecuador đã thông tin về vụ bạo lực bùng phát hôm 18 tháng 7 tại nhà tù Bella Vista ở Santo Domingo, cách thủ đô Quito 70 km. Đây là vụ bạo loạn nhà tù gây chết người mới nhất tại hệ thống nhà tù của Ecuador. Giới chức chính phủ của Tổng thống Ecuador cho rằng nguyên nhân là do những cuộc hỗn chiến giữa những băng nhóm ma túy đối đầu có liên quan đến các băng đảng Mexico. Vào cuối tháng 4, Tổng thống Lasso đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 3 tỉnh của nước này do bạo lực liên quan đến ma túy gia tăng. Trước đây 2 tuần sau, vào ngày 9 tháng 5, một cuộc bạo loạn khác giữa các nhóm bên trong nhà tù Bella Vista đã nổ ra, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng. Các nguồn tin chính phủ Nhật Bản hôm nay cho biết nước này sẽ tổ chức quốc tang vào ngày 27 tháng 9 cho cựu thủ tướng Abe Shinzo, người đã bị ám sát trong khi vận động tranh cử vào thượng viện vào hồi đầu tháng này. Thông tin với báo giới, tránh văn phòng nội các Matsuno cho biết chính phủ đang phối hợp với gia quyến và các bên liên quan đến tang lễ cấp nhà nước để đưa ra lịch trình và địa điểm cụ thể. Tuy nhiên, theo các quan chức chính phủ tiết lộ, đấu trường Nippon Budokan ở trung tâm Tokyo đang được xem là địa điểm tổ chức lễ tang cấp nhà nước và chi phí sẽ do chính phủ tài trợ hoàn toàn. Dự kiến nội các Nhật Bản sẽ thông qua kế hoạch sớm nhất trong tuần này. Đây là lễ tang cấp nhà nước thứ hai cho một thủ tướng Nhật Bản. Lần gần đây nhất Nhật Bản tổ chức quốc tang cho một nhà lãnh đạo quốc gia là vào năm 1967 cho thủ tướng Yoshida Shigeru. Trước đó, ngày 11 tháng 7, chính phủ Nhật Bản đã quyết định trao tặng chiếc vòng cổ huân chương Hoa Quốc danh hiệu cao quý nhất của nước này để ghi nhận các đóng góp của cố thủ tướng Abe. Chính phủ Ấn Độ không định chuẩn bị và đề xuất các biện pháp chính sách mang tính vĩ mô, lập pháp để kiểm soát dân số. Đây là thông tin mà Quốc vụ Khanh phụ trách y tế trình bày trước Thượng viện Ấn Độ. Theo đó, chính phủ Ấn Độ hướng tới mục tiêu ổn định dân số vào năm 2045, phù hợp với chính sách dân số quốc gia năm 2000 và chính sách y tế quốc gia năm 2017. Kết quả khảo sát mới nhất cũng cho thấy tỷ lệ sinh tại 31 trên 36 bang và vùng lãnh thổ liên bang đã có xu hướng giảm xuống mức sinh thay thế. Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai cũng tăng lên mức 56,5%. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc nhân ngày dân số thế giới ngày 11 tháng 7, Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm tới, năm 2023. Các dự báo cho biết dân số Ấn Độ đạt mức 1,412 tỷ người so với 1,426 tỷ người của Trung Quốc trong năm 2022. Ấn Độ được dự báo sẽ có dân số 1,668 tỷ người vào năm 2050, vượt xa con số 1,317 tỷ người của Trung Quốc vào giữa thế kỷ này.